Xin chào quý bà con. Thì như clip trước em có nói là em sẽ làm một clip để hướng dẫn cho bà con cách phun cái Efegol ở trên lá như thế nào để hiệu quả. Thì đối với Efegol á thì là bà con có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng mà đối với trên lá thì sẽ có cách pha khác nhau bà con ạ. À, thì để hiểu hơn cách pha thì em sẽ nói sơ lại một lần nữa về cái sản phẩm Efegol để bà con nhớ lại và áp dụng hiệu quả hơn nhé. Efegol 215WB, đối với sản phẩm này á, là thuốc đặc trị nấm bệnh trên cây trồng, được sản xuất từ công ty Naka Nhật Bản. Thì để biết là bà con đã sử dụng nhiều công ty, nhưng mà khi mà nhắc tới Naka thì mình phải nhắc tới hai chủ đó là chất lượng. Dạ, sau khi em review qua sản phẩm Efegol này, bà con đã nhớ tới cái sản phẩm đấy là như thế nào chưa bà con ha? Thì bây giờ để phun trên lá một cách hiệu quả thì bà con hãy lấy giùm em một gói Efegol 500g, bà con pha cho 200 lít nước tương đương với lại 1 phi. Đó. Thì khi phun trên lá thì bà con lưu ý là phun ướt đậm giùm em, vì bệnh nó sẽ nằm vào từng cái kẽ lá, nên bà con khi phun á, hãy phun từ dưới gốc và phun lên trên lá ở mặt dưới của lá, sau đó mình phun ở từ trên phun xuống dưới để ướt đậm hai mặt lá, thì các cái bệnh nằm ở trong những kẽ lá thì sẽ thấm được thuốc và sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Tuy nhiên bà con lưu ý giùm em là một gói này chỉ pha được 100-200 lít nước, nhưng mà nếu mà cây trồng của mình ở mật độ nhiều hay tùy mật độ ít thì theo cái khối lượng thì là một ha thì mình hãy phun cho em từ 400 cho tới 600 lít nước, thì tương đương với lại hai gói hoặc là ba gói. Nếu mà cây trồng của mình nhỏ thì mình có thể phun cho em, pha cho em là 400 lít nước là mình pha cho một ha. Nhưng mà nếu mà cây khá lớn thì mình hãy pha cho em là 600 lít nước tương đương với ba gói, để mình pha nó độ phủ và cũng như là cái độ phủ của thuốc cũng như độ thẩm thấu nó nhiều hơn. Nên mình nhớ là phun ướt đậm để cây có thể diệt trừ bệnh hiệu quả nhất. Dạ, để đặt hàng bà con hãy vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline bên dưới, bên em sẽ gửi hàng tận nơi và ship có trên toàn quốc bà con nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Em xin cảm ơn.